Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Madam Thương Vlog. Hôm nay giỗ tổ Hùng Vương, gia đình Madam đi về Cù Lao Dung chơi nè, thưởng thức món ăn và cảnh đồng quê thật là vui luôn. Cho đến chiều hoàng hôn buông xuống rồi, buộc lòng phải tạm xa Cù Lao Dung để trở về với công việc hàng ngày nè. Trời ơi, ok. Xong. Để con làm biểu diễn. À. Trời ơi, ghê vậy. Sướt luôn. Nhìn cái này nó mềm biết. Ngọt ha. Thấy cũng mềm nè. Ngọt. Ngọt. Đã được không? Mềm. Mát. Ngọt. Đang nắng. Ừ. Ăn ngon thiệt. Đâu cây nào thì biết được đâu bà. Ủa đây nè. Cây này hả? Ừ. Chặt cây nào lấy? Ừ, cây này là ok nè. Rồi, cái này ngồi xuống đây. Sướt nổi không? Rồi, để sướt thử coi có sướt nổi không? Nó nói mềm mà nó cũng mềm như thêm vậy. Họ ăn thử cứng hơn không? Đâu có. Cũng mềm. Trời ơi, Madam đăng cái clip này lên đó, mấy bạn sinh viên đừng có cười Madam nha. Madam đi dạy vô lớp khác nha. Còn đây ngoài đời ăn. Cây này ngọt hơn cây này nè. Ngọt hơn nhiều luôn. Tên nó là mía đường mà. Ngon. Ngon quá. Thấy sảng khoái không? Ừ. Về quê thích không? Thích quá. Đây là Cù Lao Dung. Cái này làm cái món gọi là cá lóc nướng ha mọi người. Bây giờ mọi người đang làm cái món cá lóc nướng muối nè. Còn Madam giờ Madam đi róc mía ăn thôi. Thầy bía cũng chỉ đạo rồi ha. Bây giờ để muối với trứng vô. Để đều nó ngang nha. Đó. Rớt nó lại. Đó. Nó sẽ thấm trứng với muối vô. Cái món này mình cũng mới học được hôm qua. Ăn rất là ngon luôn. Đó. Nhớ là quấn cho chặt tay nha quý vị. Quấn chặt tay vào. Hôm nay mình là về Cù Lao Dung. Cứ mỗi lần về Cù Lao Dung thì mình lại có một cái món mới. Đó. Mình có ba con. Nhà mình bữa nay ăn mấy con gà với mấy cái con cá này là hết rồi đó. Thôi bây giờ nướng thôi. Cái này là gà nấu xả ớt anh tiên. Gà nấu xả ớt. Con bự để giữa đi con. Đó, làm cũng phải có chỉ đạo rồi chứ giỡn đâu. Gà bằm xả là mà nước mắm bần phải không mấy đứa? Chấm cá nướng đúng không? Được giao nhiệm vụ bằm xả chứ không biết để làm gì. Ôi trời ơi. Bằm xả. À bằm xả để ướp gà. Nhưng mà một hồi nước mắm bần. Nước mắm bần cũng bỏ xả này luôn mà. Trời ơi, có hai thằng chú này phụ trách cái vụ bằm xả. Nóng bần luôn nè. Đó. Có ba con cá với mấy con gà mà nguyên một cái nhà bếp nè. Năm sáu đầu bếp luôn. Ai cũng có thể làm. Ai cũng có công việc hết trơn á. Người đi bẻ bần, người thì chặt gà bằm xả nè. Ngoài kia là đang nướng cá. Bếp đi. Gì đã? Cà ri, rồi cà ri là được rồi, để cà ri vô, để đường, bột ngọt, muối hay nước mắm anh tí, muối hả? Muối. Rồi bây giờ không có muỗng nè, đó, con trai trà Vinh nè thấy chưa, không có muỗng chơi luôn, kiểu gì cũng ok, cần gì đâu, đó, bưng nguyên thao sóc luôn con, đúng rồi, bập bập, ô này đầu bếp này chiến đấu thì chơi, thấy chưa, thấy chưa, thấy chồng Nguyễn Nguyệt chưa? Không, nó nghi ngờ, nó nói là Madam mà làm là phải đi rửa lại. Chuyện này đơn giản thì chết có gì đâu nè. Vấn đề là nêm nếm sao thì anh Tiến anh nêm rồi. Rồi ok rồi đó, bây giờ bắt lên xào nè. Rồi, bắt ướp vô. Nó ướp cây thì ai muốn ăn cây thì để ướp vô. Rồi, tay gà, nước chảy. Đổ nước dừa vô nấu với gà nha. Rồi. Bỏ xả bỏ ớt vô. Nêm nếm vô. Muối cục không Phong? Muối cục, muối lạc được không Phong? Rồi. Cái này muối này bột ngọt. Rồi. Nó săn rồi. Cũng thấm rồi. Bây giờ mình sẽ đổ nước dừa. À, đổ vô nè.
Người Khmer là nấu cái gì cũng thêm miếng khô hốc vô. Cái này nước nhiều như vậy nè, mà ở Trà Vinh thì gọi là gà xào sả ớt, nhưng mà giờ Madame chế lại đi, nói là gà nấu sả ớt cho nó đừng có lộn với cái món khô khô. Nước này là như bún. Nè, hôm Tết về chưa có trái nè, bữa nay trái nè, mà đều chưa nhiều bằng nhà mình hồi đó hả Việt ha? Đúng rồi, nhà đó. Ở Cần Thơ hôm đó là ngày nào cũng đi ra coi, nước lên đếm 250 trái. Còn ở đây là hôm Tết nói là trồng không có, bữa nay có nè. Mà chính là có bạn là ăn sống luôn, chanh dây. Chút là nấu thu hoạch được nhiều dữ nha. Đây bơi vườn thật là thích luôn. Bẻ rau má làm nước rau má uống, bây giờ bẻ chanh dây đi nấu nước chanh dây nào. Thì bươi ra vàng rửa cái kia ngon dữ lắm, nó ngọt ngay à. Trứng áo ngoài kìa, nhìn thấy nó thơm mùi trứng nữa nè. Ôi trời ơi, đẹp quá. Thấy cái áo người cạo cạo đây này. Thêm cái con cạo cái lớp này cạo cái dây ngon quá trời. Cái này là của mấy bà ngoại nè. Đó là không có để ớt nhiều nè. Còn cái này ớt quá trời rồi, cho nó ăn một mình bà ngoại khỏi ăn luôn rồi đó. Nước chấm bằng sả ớt quá ngon đi. Uống bằng cách là nhúng rau. Nhưng mà đúng ra là rau gì chứ? Rau muống là đúng rồi, đúng bà đó. Rau muống đúng bài đúng hả? Nói chung là rau gì cũng được. Ai muốn ăn gì ăn. Sẽ còn ăn gan mình đây. Rồi, Tông ơi. Rồi, mọi người vô ngồi đi. Giờ xẻ nó ra nha. Thơm trứng gà. Đó, chưa? Ai muốn ăn ruột thì ăn. Ngon quá. Rồi, bây giờ mình tắt nó ra. Chắc phao luôn. Cái nó đồng này, câu ở trong rừng á. Nhưng mà cái này chắc là cá ớt nuôi nó thoát ra không chứ mà làm sao mà nó dữ vậy? Trong rừng mà ra. À trong rừng hả? À, anh hai trong rừng bằng hả? Đúng rồi, anh hai vô rừng anh câu á. Vậy chứ đó hả? Thôi bây giờ là nó ngọt. Mọi người. Quá ngọt. Có bị cay không? Ông Trường bà Mâm có cay không? Ngon hả? Trời ơi. Đâu chấm cái nước chấm nó ngon không bà hai? Chấm này hai. Ngon quá. Cá lóc chấm này. Rồi. Có tiếp viên này hơi bị già nha. Bị xấu nó chứ. 5 giờ rưỡi rồi, cô Lo Chung bây giờ đi về đây. Đó. Hoàng hôn rất là đẹp luôn. Chiều hoàng hôn đẹp thế. Phải đi về thôi. Gần 6 giờ rồi. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh đốt đồng nè. Làng quê thiệt yên bình. Thôi clip đi về quê chơi của Madame đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nhé.